Cẩm Tú mến chào quý vị. Quý vị đang theo dõi podcast Thanh Niên, chương trình nghe nhanh 6 giờ. Một ngày mới lại đến, hy vọng quý vị sẽ có ngày thứ tư thật may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Đừng bỏ qua nghe nhanh sáng nay, ngày 13 tháng 9 năm 2023 với nhiều nội dung hấp dẫn. Và như thường lệ, ngồi kế Cẩm Tú trong phòng thu là giọng nói vô cùng quen thuộc với chúng ta. Xin giới thiệu anh Phước Nhân. Phước Nhân gửi lời chào buổi sáng đến quý vị. Chào buổi sáng Cẩm Tú. Buổi sáng đầu ngày được dẫn chương trình chung với một MC xinh đẹp, duyên dáng như Cẩm Tú thì vui và nhiều năng lượng lắm quý vị ơi. Hy vọng anh em chúng tôi sẽ dẫn dắt thật tốt trong bản tin sáng nay để chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trong 24 giờ qua. Và quý vị hãy nhớ nhé, bất kỳ ngày nào trong tuần, nghe nhanh 6 giờ sẽ luôn chờ đón mọi người trong khung giờ quen thuộc 6 giờ sáng mỗi ngày. Cảm ơn lời khen từ anh Phước Nhân và Cẩm Tú tin rằng với sự nỗ lực của cả ekip thực hiện, chắc chắn nghe nhanh 6 giờ sẽ là một podcast mà quý vị thính giả không thể bỏ qua. Còn bây giờ, chúng ta sẽ điểm qua nội dung chính của nghe nhanh sáng nay. Chính phủ đề nghị giảm 3.730 tỷ đồng dự án thu hồi đất sân bay Long Thành. Đề nghị 13 năm tù cho kẻ cầm đầu băng nhóm áo cam. Khởi tố 5 nhân viên sân bay trộm tài sản của hành khách. Dịch đau mắt đỏ dễ lây lan trong môi trường trường học. Phụ huynh cần lưu ý gì? Những khuyến cáo của bác sĩ sẽ có trong góc nhìn sáng nay. Ứng dụng gọi xe Maxim dùng bản đồ thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thông tin sẽ được đề cập trong lướt mạng. Và còn nhiều tin tức hấp dẫn khác đến từ điểm tin giải trí và chuyển động toàn cầu. Sau đây, mời quý vị khởi động với điểm tin trong nước. Thưa quý vị, Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53 năm 2017 về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành. Nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 26 dự kiến vào ngày mai 14 tháng 9 trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay. Theo tờ trình, Chính phủ đề nghị điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỷ đồng xuống hơn 19.207 tỷ đồng, giảm hơn 3.730 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư tại Nghị quyết số 53. Mức này giảm hơn 3.648 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng tại quyết định số 1487 ngày 6 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ cũng đề nghị điều chỉnh diện tích đất thu hồi là hơn 5.377 ha, giảm 82 ha. Trong đó, diện tích đất của dự án sân bay Long Thành là 5.000 ha, diện tích đất khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn là hơn 284 ha. Chính phủ còn đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2024 nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và hoàn thành việc xây dựng đối với các khu vực điều chỉnh theo quy hoạch của các dự án thành phần. Trong khi đó, Quốc hội quyết định hoàn thành năm 2024. Hôm qua ngày 12 tháng 9, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Lại Thái Phong, 37 tuổi, ngụ tại thành phố Hà Nội, về hành vi môi giới hối lộ; Nguyễn Văn Trung, 44 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì đã nhận 100.000 đô la Mỹ chạy án cho ông Đặng Việt Hà, nguyên cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh liên quan hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 204 bị can để điều tra về hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ cùng nhiều tội danh khác có liên quan. Trong thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt bị can khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước. Ông Đặng Việt Hà, nguyên cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, đã bị bắt giam vào tháng 1 năm 2023 về tội nhận hối lộ. Lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua ông Lại Thái Phong, 37 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, phó phòng kiểm định xe cơ giới, trước đây là phó chánh văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam, đưa cho ông Nguyễn Văn Trung, 44 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, 100.000 đô la Mỹ để tìm cách thu thập thông tin chạy án cho ông Hà. Dù biết không thể thực hiện được, nhưng ông Trung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của ông Hà 100.000 đô la Mỹ. Hôm qua ngày 12 tháng 9, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 94 bị cáo liên quan tới băng nhóm Áo Cam đập phá quán ốc bước vào ngày làm việc thứ hai. Trước khi vào phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành 9 đến 12 năm tù. Dương Đại Trí, tức Trí Nhảm, 10 đến 13 năm tù vì tội hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng
và cố ý gây thương tích. 92 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 11 năm tù. Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Xuân Thành, Dương Đại Trí đã có hành vi rủ rê, tập hợp đồng phạm và hô hào chém nhau. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định các bị cáo ý thức được hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội, gây bất an ninh trật tự. Các bị cáo thực hiện hành vi ngang nhiên, công khai, tại nơi công cộng, coi thường pháp luật, đạo đức xã hội và coi thường tính mạng, tài sản của người khác. Vì vậy, cần có mức án nghiêm để cách ly các bị cáo một thời gian ra khỏi xã hội mới đủ tính răn đe. Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị cáo đối với Phạm Văn Trường, 33 tuổi, Nguyễn Minh Thảo, 29 tuổi, cùng trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Trần Văn Thành, 31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, Phạm Văn Tuấn, 27 tuổi và Nguyễn Văn Thịnh, 29 tuổi, cùng trú tại huyện Sóc Sơn để làm rõ tội trộm cắp tài sản. Trước đó, đồn công an sân bay Nội Bài nhận tin báo của một hành khách nước ngoài về việc bị mất trộm số tài sản và 500 euro đựng trong hành lý ký gửi từ nhà ga T1 sân bay Nội Bài vào ngày 22 tháng 8. Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập 5 bị can lên làm việc. Bước đầu, công an huyện Sóc Sơn xác định nhóm bị can là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay Nội Bài. Ngày 22 tháng 8, nhóm này làm chung ca. Trước khi làm việc, cả nhóm bàn bạc thống nhất nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa thì sẽ tìm cách bọc lót cho nhau để phá khóa trộm tài sản. Sau đó, bị can Thịnh phát hiện chiếc vali của nữ hành khách nước ngoài không khóa chắc chắn nên đã giật ra để lấy trộm chiếc tai nghe và 500 euro. Bị can này giữ lại chiếc tai nghe để sử dụng. Số tiền 500 euro mang đi đổi được hơn 12 triệu đồng cả nhóm chia nhau. Ngoài vụ trộm này, cả nhóm còn khai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tài sản với thủ đoạn tương tự. Nếu có phản ánh về việc vali bị giật khóa, nhóm bị can sẽ đổ lỗi cho quá trình vận chuyển bị va đập, hành lý rơi vãi, thất lạc. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã ghi nhận gần 2.500 học sinh bị đau mắt đỏ từ đầu năm học tới nay. Thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài cho biết trong ngày 8 tháng 9, trên địa bàn có 11 trên 41 trường mầm non, tiểu học với 260 em bị đau mắt đỏ. Đến ngày 11 tháng 9, có 27 trên 41 trường học với hơn 1.400 học sinh bị đau mắt đỏ. Đến 12 giờ trưa ngày 12 tháng 9, toàn thành phố Đồng Xoài đã ghi nhận 38 trên 41 trường học với 554 lớp và gần 2.500 học sinh bị đau mắt đỏ. Trong đó, số học sinh tiểu học mắc bệnh chiếm tỷ lệ hơn 70%. Địa phương này đang đưa ra nhiều giải pháp để khống chế bệnh đau mắt đỏ, không để bùng phát thành dịch lớn trong trường học và cộng đồng. Và trước tình hình dịch đau mắt đỏ dễ lây lan trong trường học, quý vị phụ huynh cần lưu ý điều gì khi con em của mình tới trường? Những khuyến cáo từ các bác sĩ sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Góc nhìn sáng nay. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng người bị đau mắt đỏ tăng nhanh từ sau ngày 5 tháng 9, chủ yếu là trẻ em, nguyên nhân do trẻ bắt đầu đi học. Sau khi được nhà trường thông báo về tình hình đau mắt đỏ của con, anh Trần Quang Khải đã đưa con ra giả thuốc mua thuốc về nhỏ mắt. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm và anh cũng bị lây bệnh từ con mình. Đầu tiên là hôm về là nó có sưng mắt, và hai hôm sau là nó xuất huyết, mắt nó đỏ lên, nhưng mà lại là mắt đỏ lên nhưng mà nó không kêu đau, mà sáng nó vẫn bình thường, nó không có ghèn, không có gì. Thì hôm đi khám cho nó, bác sĩ nó kêu cũng bị xuất huyết giác mạc ấy, nó kêu 2 tuần mới thôi. Nhưng mà vì không yên tâm, gia đình đưa lên đây. Đau mắt đỏ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó đáng lo ngại nhất là nguyên nhân do virus, vì có thể lây lan trong cộng đồng. Khảo sát nhanh của nhóm nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng mới nổi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC đối với những bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh vì đau mắt đỏ trong ngày 7 tháng 9 cho thấy, trong số 39 bệnh nhân đau mắt đỏ được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 37 mẫu phát hiện nguyên nhân do virus entero và virus adeno. Đây là hai tác nhân chính gây ra bệnh đau mắt đỏ hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó chiếm ưu thế là virus entero với 32 mẫu chiếm 86%. Virus adeno với 5 mẫu chiếm 14%. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diệu Thơ, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Thường là những cái em bé mà khi mà đến một cái điển hình của một trường hợp adeno virus vào thì là bé nó sẽ, hoặc là người bệnh sẽ khai là trước đó có hơi có dấu hiệu mệt mỏi, có đau họng nhẹ và có cái hạch trước tai hoặc hạch dưới hàm. Đường lây lan bệnh đau mắt đỏ có thể do tiếp xúc trực tiếp với các chất tiết của mắt thông qua khăn rửa mặt,
quần áo, nước bể bơi hoặc lây qua tay người bệnh với người chưa mắc bệnh. Các biến chứng của bệnh viêm kết mạc thường gặp gồm viêm giác mạc, loét giác mạc, sẹo giác mạc, bùi nhiễm, suy giảm thị lực. Bác sĩ Thơ nói: đối với đứa trẻ, nếu như mà mình khai thác và bệnh sử mà mình thấy là bé có cái biểu hiện là giống adenovirus, chẳng hạn bé có mệt mỏi, có đau họng, có kèm hạch trước tai và cái đỏ mắt là giống như là ghèn trích mắt như vậy, mỗi sáng ngủ dậy nó bít mắt, bé không mở mắt ra được, thì những cái trường hợp đó nó có thể nó lây trong cái môi trường trường học. Thì cái đó là mình nên cho bé ở nhà trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày đó, để mà mình ngăn ngừa cái lây lan trong trường. Và cái thường thường nó lây qua cái thường thường nó có sẽ có cái viêm hầu họng và cái viêm mắt mà. Như vậy thì cái trung gian đó là nước mắt và những cái giọt bắn. Cho nên rằng là ví dụ mình nói chuyện với cái người mà đang viêm cái hầu họng là mình cũng có thể nhiễm, hoặc là phổ biến nhất là do các bé nó dụi mắt. Mắt nó đang viêm dụi, cái tay nó nước mắt đầy như đó, thì khi đó mà nó bóp trò chơi, bóp đồ chơi hoặc là mình đánh máy vi tính nè, người khác nhào vô đánh thì cũng có thể là lây truyền qua cái nước mắt như vậy. Cho nên rằng là cái phòng ngừa là rửa tay. Chúng ta qua một cái đợt dịch Covid thì chúng ta biết rửa tay bằng alcohol, thì bây giờ adenovirus cũng vậy, rửa tay bằng cồn. Đặc biệt là sau khi mà đụng những cái nhân bệnh nhân hoặc là bệnh nhi hoặc là mẹ mà chăm sóc bé mà đụng tới mắt bé xong là phải đi rửa tay xà bông ngay. Hoặc là nếu được nó có cái cồn thì là tốt, rửa tay nhanh. Hiện nay chưa có thuốc kháng sinh adenovirus đặc hiệu. Vì vậy ngoài việc bóc giả mạc, bệnh nhân sẽ được điều trị bằng kháng sinh tra tại mắt để dự phòng bội nhiễm vi khuẩn và thuốc chống viêm tra tại mắt để giảm phản ứng viêm. Ngoài ra, phụ huynh cần tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả, có chế độ sinh hoạt phù hợp để tăng cường sức đề kháng. Vâng, những khuyến cáo hết sức cụ thể đúng không thưa quý vị? Rất mong với những chia sẻ trên từ bác sĩ sẽ giúp các bậc phụ huynh có sự chuẩn bị chu đáo, an toàn cho con em của mình quý vị nhé. Quý vị ơi hãy nhớ nhé, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hãy quan tâm, chuẩn bị cho con em mình thật tốt để hạn chế thấp nhất rủi ro đến từ căn bệnh đau mắt đỏ này nhé. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với Lướt mạng. Thưa quý vị, ứng dụng gọi xe Maxim được quảng cáo đang hoạt động tại trên 1.000 thành phố thuộc hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, trên cả hai nền tảng dành cho di động là Android và iOS, ứng dụng này đều sử dụng bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Và thông tin này lập tức bị người dùng mạng xã hội Việt Nam phẫn nộ. Cụ thể thì vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam không hiển thị đầy đủ trên bản đồ mà chỉ có một số thực thể thiếu chi tiết. Bản đồ không rõ nhà cung cấp cũng hiển thị một số đảo với tên tiếng Trung Quốc. Khi tìm kiếm đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa, vùng này chỉ là một thực thể trắng, không tên hay bất kỳ chú thích nào. Tình trạng này xuất hiện cả trên bản đồ phiên bản website được cung cấp tại trang chủ của hãng. Theo thông tin trên trang chủ, Maxim có văn phòng đặt tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong phần thỏa thuận cấp phép, phần đại diện của Maxim, dịch vụ đặt xe giao hàng được xác định là công ty trách nhiệm hữu hạn Taxi Việt Nam, có địa chỉ pháp lý tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đây đồng thời là địa chỉ kinh doanh và liên lạc của đơn vị này. Thưa quý vị, tình trạng các doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới sử dụng bản đồ thiếu chi tiết và thể hiện toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam từng xảy ra trước đây. Cùng lĩnh vực với Maxim từng có Grab, dùng bản đồ thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và doanh nghiệp này sau đó đã chỉnh sửa và chịu phạt theo quy định tại Việt Nam. Gần đây nhất, hãng vận tải Ninjavan cũng sử dụng phần mềm bản đồ do bên thứ ba cung cấp thiếu hai quần đảo. Sau khi được thông báo về vấn đề, hãng đã gỡ bản đồ này khỏi website chính thức tại Việt Nam. Hơn bao giờ hết, chúng ta hãy lên tiếng yêu cầu lời giải thích từ đơn vị này về hành vi sai trái trên, bởi chủ quyền biển đảo là điều thiêng liêng bất khả xâm phạm của nhân dân Việt Nam. Ngay nhanh 6 giờ sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc để chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất. Và tiếp tục với ngay nhanh 6 giờ sẽ là điểm tin giải trí. Big City Boy, một bài rap có thể nói vui là hit quốc dân của Benji, đúng không Cẩm Tú? Vâng anh ơi, giai điệu của bài rap này đang vang lên trong đầu của Cẩm Tú. Khi mà có khoảng thời gian đi đâu, Tú cũng nghe bài rap này được bật lên. Và sau đây là một tin vui cho các fan của rapper Benji. Khi mà Big City Boy lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng toàn cầu do góp mặt trong phim bom tấn Expendables
tựa tiếng Việt là Biệt đội đánh thuê 4. Big City Boy là bài nhạc rap đầu tiên của Việt Nam xuất hiện trong một dự án phim hành động Hollywood tính đến thời điểm này. Ra mắt 3 năm trước, bản rap oanh tạc thị trường âm nhạc và mang về cho Binzy nhiều giải thưởng. Và nay, Big City Boy, bài hát với phong cách phóng khoáng, hiện đại, cùng chất nhạc điện tử thời thượng sẽ tái xuất trong phim Bom Tấn, Biệt đội đánh thuê 4 vào ngày 22 tháng 9. Theo thông tin từ đơn vị sản xuất phim, đoạn nhạc Big City Boy sẽ được sử dụng cho phiên bản phim chiếu toàn cầu tại 37 quốc gia, chứ không riêng Việt Nam. Được biết, phía ekip phim Biệt đội đánh thuê 4 đã làm việc với Space Speaker Group, công ty quản lý của Binzy, cho việc sử dụng bài hát Big City Boy. Đại diện Space Speaker Group chia sẻ, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và trân trọng cho lần hợp tác đặc biệt này cùng ekip làm phim. Mong rằng sự xuất hiện của một bài rap tiếng Việt trong phim Biệt đội đánh thuê 4 sẽ đặt một viên gạch nhỏ trong hành trình xây dựng nền móng âm nhạc Việt trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Cùng đến với những thông tin từ chuyển động toàn cầu, thưa quý vị, hôm qua ngày 12 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi các quy trình pháp lý nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là các âm mưu chính trị. Theo AFP, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông Vladivostok, nhà lãnh đạo Nga đề cao các rắc rối pháp lý mà ông Trump đang phải đối mặt. Ông Putin nhận xét, chúng tôi cho rằng nếu xét trong bối cảnh hiện tại, những vụ xử lý ông Trump cho thấy sự thối nát của hệ thống chính trị Mỹ. Tổng thống Nga cũng cho rằng đây là hành vi đàn áp bắt nguồn từ động cơ chính trị. Hiện ông Trump đối mặt 4 phiên tòa với khung thời gian thi hành vô cùng phức tạp trong năm sau. Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ bị truy tố liên quan cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống vào năm 2020 tại bang Georgia, thủ đô Washington DC. Cáo buộc chi tiền bịt miệng cựu diễn viên phim người lớn Stormy Daniels ở bang New York, cáo buộc giữ tài liệu mật trái phép ở bang Florida. Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, phát ngôn viên Ahmed Mizmari của quân đội quốc gia Libya, lực lượng kiểm soát miền đông nước này cho biết ít nhất 2.000 người thiệt mạng do trận lũ quét qua thành phố Derna nằm ven Địa Trung Hải. Reuters dẫn lời vị này cho biết thảm họa xảy ra do mưa lớn từ bão Daniel, khiến các đập nước thượng nguồn Derna bị vỡ, cuốn trôi nhiều khu dân cư ra biển. Ông Mizmari nói số người mất tích là 5.000 đến 6.000 người và có 7 thành viên quân đội quốc gia Libya thiệt mạng. Ông Osama Hamad, lãnh đạo chính quyền tại miền Đông, cũng nói trên truyền thông địa phương rằng hơn 2.000 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người mất tích. Ông Hamad nói, toàn bộ các khu phố tại Derna đã biến mất, cùng với cư dân của họ bị nước cuốn đi. Trước đó, tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ tại khu vực thông báo số người chết tại Derna là 150 người và có thể tăng lên 250. Như thường lệ, phần cuối của chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Còn tại phía Tây Bắc Bộ, hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, hôm nay trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Riêng vùng núi có nơi 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, riêng Thanh Hóa 28 đến 29 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông, có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Cuối cùng là khu vực Nam Bộ hôm nay có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, 3.
Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thưa quý vị, đến đây thời lượng của Nghe Nhanh 6 giờ podcast Thanh Niên đã hết. Cẩm Tú và Phước Nhân cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Hy vọng quý vị đã có đầy đủ năng lượng cho một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả. Chúc quý vị một ngày mới thật vui vẻ. Ngay sau Nghe Nhanh 6 giờ sẽ là bản tin về tình hình giao tranh Nga-Ukraine được phát vào lúc 6 giờ 30 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón xem. Còn bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt.